Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tham sân si là căn bản của bất thiện á. Hãy cái gì là tham sân si, cái ấy là bất thiện. Ai với lòng tham sân si, bị tham sân si chinh phục, tâm không được tự chủ, vu cáo làm cho người khác đau khổ bằng cách sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc hay là tẩn xuất. Dựa trên ta là sức mạnh, ta có sức mạnh, cái ấy là bất thiện. Như vậy là rất nhiều cái ác bất thiện pháp này sanh ra từ tham sân si, duyên khởi từ tham sân si, tập khởi từ tham sân si khởi lên nơi người ấy. Hôm trước là chúng ta đọc tới đó đó. Như vậy này các tỳ kheo, người này được gọi là người nói phi thời, nói không thật, nói không trúng đích, nói phi pháp, nói phi luật. Vì sao người như vậy? Này các tỳ kheo được gọi là người nói phi thời, vân vân, là vì người này đã vu cáo làm cho người khác đau khổ. Như thế cho rằng ta là sức mạnh, ta có sức mạnh, khi được đối chất với sự thật thì người ấy phủ nhận, không có chấp nhận. Khi đối chất với sự thật, người ấy không có nhiệt tình thoát mở ra ngoài, nói rằng đây là không chân, đây là không thật. Mà cái người như vậy thì sao? Ngay trong hiện tại là sống đau khổ với sự tổn não, với sự ưu não, với sự nhiệt não, sau khi thân ngoại mạng chung, đợi chờ, được đợi chờ là ác thú. Giống như cái cây sa la hay là những cái loại cây khác, là hava hay là phandana, bị phá hoại, bao trùm bởi ba loại tầm gỏi, thì đi đến tổn hại, đi đến bất hạnh. Những pháp này, này các tỳ kheo, là ba căn bản của bất thiện. Cái chỗ này á, xin thưa với các huynh đệ đó, mình nghe cái từ tham sân si đó, có khi mình nhàm, mình xem thường. Nhưng mà thật sự đó, mà nếu mà mình học mà mình thực tập thì mình mới thấy rằng là ba cái từ này nó hết sức là quan trọng ở trong cái sự tu tập. Quý đệ biết cái người mà thật sự thấy được tham sân si là ai không? Thật sự thấy được tham si là Tu Đà Hoàng, tức là bậc chánh tri kiến, mới thấy hết được cái sự hoạt động của tham sân si. Là bắt, không phải thấy là toàn diện hết đâu, nhưng mà bắt đầu thấy chính xác. Cho nên cái này nó khi mà Minh Thành phát hiện ra đó, mà mình thực tập á, mình thấy bị sốc, bị sốc, sốc rất mạnh. Là không ngờ rằng cái sự mà thành tựu trí huệ đó không phải là một cái gì cao siêu quyền diệu hay là những cái gì mà gọi là nói chuyện quá khứ vị lai, mà là cái người thành tựu trí huệ mà đúng theo cái tinh thần Đức Phật dạy trong tạng Na Kỳ Ga đó, là cái người đó đó thấy được sự tập khởi của tham sân si và biết được sự đoạn diệt của tham sân si. Cái chỗ này nó hết sức á, là nó đòi hỏi mình. Này các tỳ kheo, một nỗ lực mà các ông cần phải cố gắng
để mà rõ biết. Rõ biết cái gì? Rõ biết sự tập khởi của khổ đau. Mà tập khởi của khổ đau, tập đế chính là cái này, chính là cái này. Thành ra đây là thánh trí thứ hai ở trong bốn thánh trí của tứ đế: tập khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí. Như vậy thì tuy rằng cái miệng mình nó tham si, tham si, tham si đó, diệt tham sân si, nhưng mà thật sự mình chưa thấy, chưa thấy rõ. Mà mình nếu mình thấy thì mình chỉ thấy cái theo cái thấy bình thường của phàm phu. Thí dụ như mình thấy ở cái người đó cái gì cũng xin, cái gì cũng muốn, hay là biểu hiện ra cái đó, thì cái đó bình thường. Cái đó người không tu thì cũng biết vậy. Thì như vậy cái sự mà khác biệt giữa vô văn phàm phu và đa văn thánh đệ tử để nhận diện được tham sân si là ở chỗ nào? Đây là cái chỗ hết sức là quan trọng mà chúng ta vẫn trở lại cái mấu chốt của vấn đề, là chúng ta sẽ thường trực nhìn lại thân thể, thường trực nhìn lại cảm giác, thường trực nhìn lại nội tâm của mình, và thường trực coi coi trong đó các pháp nó diễn ra trong nó như thế nào. Cái đó là tứ niệm xứ đó, là luôn luôn nhìn lại cái cảm giác của mình, thân thể, cảm giác, những cái suy tư của mình. Thì lúc đó mình mới phát hiện ra được nó sanh khởi như thế nào, nó hoạt động như thế nào, nó xâm chiếm, nó chế ngự, nó áp đảo nội tâm mình như thế nào khi dục tham nó sanh khởi lên. Còn đó, nếu mà mình không có trí huệ để mà quán thọ ở trên các thọ đó, để mà nhìn cái cảm giác đó, nhìn cái cảm thọ đó, thì khi nó khởi lên là mình nhập của cái nó thôi. Và nó hoàn toàn xâm chiếm mình một cách nghĩa là trọn vẹn, nó điều khiển mình hết. Nó điều khiển mình hết. Bây giờ Minh Thành có những cái ví dụ để cho quý vị đệ thấy, nói về cái dục tham của vô văn phàm phu, rồi mình sẽ nói về cái mà nhận diện của cái người đa văn thánh đệ tử tu học nó khác nhau như thế nào. Ví dụ bây giờ đó, những cái vụ án gần đây mình thấy là hết sức á, là khủng khiếp. Hết sức là khủng khiếp. Những cái vụ án gần đây, một ông già 60 mấy tuổi mà xâm hại một đứa bé là mới có 11 tháng tuổi. Và có những cái trường hợp là ông cụ già là 80 tuổi mà cũng xâm hại những đứa nhỏ là có một, coi là chưa tới 1 năm tuổi. Mà bây đó là nhiều cái vụ án nó xảy ra. Thì lúc đó mình nhìn vô đó đó, bằng cái trí năm quẩn mình sẽ thấy được cái gì? Lúc đó là như thế nào? Tức là cái dục thọ nó xâm chiếm toàn bộ nội tâm của người này. Cái tưởng ở trong nội tâm hoàn toàn tưởng như những cái hình ảnh đó. Rồi cái hành nó suy nghĩ, nó sẽ suy nghĩ chung quanh những cái đó. Rồi cái thức nó biết nhiêu đó thôi. Rồi toàn bộ cái sắc quẩn lúc đó nó bị chi phối của dục. Thì như vậy lúc đó là gì? Sắc dục, thọ dục, tưởng dục, hành dục, thức dục. Mà cả năm cái quẩn rồi nó bị dục trụm phủ lên hết. Mà nó hoàn toàn không chế chi phối hết. Cho nên cái người này không còn biết cái gì nữa hết. Nếu lúc đó mà có một người hay có ai nhắc nhở, khiển trách, la rầy, thì người đó có thể đi ra. Còn lúc đó không có người nào hết, thì người này toàn bộ cái nội tâm năm quẩn là xâm chiếm với dục hết, toàn bộ nó thống trị. Và lúc đó người này không còn biết đạo đức, không còn biết nhân nghĩa, không còn biết cái gì nữa hết. Và lúc đó là hoàn toàn cái sự điều khiển của dục. Rồi những cái vụ án mà rồi mình gọi là mở rộng ra nữa là sân, sân hận. Chẳng hạn như bây giờ một cái tiếng mà khen hoặc tiếng chê khi mà hát karaoke, chê đâm nhau chết, thì lúc đó là sao? Thì ngũ quẩn nó cũng là gì? Sắc sân, thọ sân, tưởng sân, hành sân, thức sân. Hoàn toàn là cái năm quẩn người này bị xâm chiếm toàn bộ cái tâm bực tức sân hận. Người này không còn biết cái gì nữa hết đó. Chỉ thực hiện, chỉ làm sao để mà ở trong mà nó thúc giục cái sân đó là cũng từ cái dục. Quý vị nhớ nha,
nó thúc giục ở bên trong, nó xúc giục bởi cái sự mà thù hận, bực tức, nóng bức, thúc giục bởi cái sự mà thực hiện cái hành vi mà trả đũa đó phải cho bằng được. Thì sau đó người này bị tử hình, hay là bị chung thân, hay là bị làm mấy chục năm tù. Lúc đó người này hối hận thì lúc đó muộn rồi, lúc đó muộn rồi. Rồi bây giờ quý vị này thấy, giờ nói ra cái si, thì bây giờ mình nói cái thô trước đi, thì những cái người mà sử dụng cái chất ma túy, hay là thậm chí có cái người vừa rồi là uống rượu mà nó cũng bị ngáo luôn, chứ không phải là ma túy mới ngáo, bây giờ rượu cũng bị vô nhũng não, nó xâm nhập vô bên trong cái bộ não, và cái người này hoàn toàn không có nhận thức được, không nhận thức được. Và cuối cùng sao? Thì người này giết mẹ của mình, giết chị, và đang đi tìm giết thêm đứa cháu nữa, khủng khiếp như vậy đó. Thì lúc đó là cái gì? Là cái si nó hoàn toàn xâm chiếm vô cái sắc si, thọ si, tưởng si, hành si, thức si. Thì quý vị đệ nghĩ rằng cả năm thứ gì nó đánh vô một cái như vậy, làm sao mà ra nổi? Khủng khiếp không? Cái cảm giác của nó là thuận tí, là toàn bộ một cái cảm giác của si ảo. Nó ảo giác, nó nhìn thấy là cái người kia là muốn hại mình, muốn giết mình. Rồi những cái tưởng là những hình bóng đó, nó hiện ra những hình bóng người ta lại, người ta giết mình, người ta đánh mình. Những cái suy nghĩ là suy nghĩ những cái điều đó, rồi cái thức nó biết vậy thôi. Thì toàn bộ như vậy là ngâm quẩn, là cái si mê này, cái sự si ảo này, cái sự si cuồng này, cái sự si dại này, nó xâm chiếm toàn bộ thân tâm của người đó hết. Và như vậy là nó gây ra những cái vụ án kinh khiếp, khủng khiếp, khủng khiếp. Mà những người đó đâu có biết đâu, đâu có biết cái đó là thọ, đâu có biết đó là cảm giác đâu, đâu có biết đó là tưởng, đâu biết đó là suy nghĩ, là hành đâu, đâu có biết đó là thức đâu. Người đó hoàn toàn thực hiện theo cái gì? Những cái cảm giác của dục, tham, sân, hận và si mê. Bà quý đệ thấy là hiện nay những cái vấn đề này ở trong xã hội mình đó, là mình nghe mình thấy rất là rùng rợn. Nhiều không? Nhiều không? Rất nhiều, rất là nhiều. Cho nên gì? Cho nên mình mới thấy rằng cái giá trị mà những lời nói của Đức Phật 3.000 năm, tham sân si là căn bản, là cội gốc của bất thiện, của ác pháp, không có thể khác được. Và vì nó đưa tất cả chúng sanh đi xuống vực sâu, đi xuống vực sâu, nó chôn vùi, nó chôn lấp, nó hủy hoại hết tất cả gì tình nghĩa vợ chồng, anh em, cha con, mẹ con, hay là bạn bè, hay là tất cả thầy trò, tất cả chủ tớ, nó hủy hoại hết cái tham sân si này. Mà một khi nó xâm nhập vô nội tâm mình thì sao? Ở đây dùng cái từ gì? Với ai mà lòng tham sân si mà bị chinh phục, tâm không được tự chủ, thì vu cáo cho người khác đau khổ bằng cách gì? Sát hại, trói buộc, tịch thu tài sản, mắng nhiếc, hay là tận sức. Ta là sức mạnh, ta có sức mạnh. Như vậy thì những cái rất là nhiều cái điều ác bất thiện pháp này, nó sanh khởi từ tham sân si, nó duyên khởi từ tham sân si, nó tập khởi từ tham sân si, khởi lên cho người ấy. Nó tập hợp lại, nó tập tích tụ, nó tập lại rồi nó khởi lên. Thì đó là tập đế đó, tập đế đó. Và sao? Cái người này đó là chăng là trói, nói là tôi không có làm. Như vậy gọi là nói phi thời, là nói dối sự thật á, không có nói đúng, nói tôi không có làm. Khi đối chất với sự thật thì người này phủ nhận, người này không có chấp nhận. Thì khi được đối chất với sự thật thì người đó không có nhiệt tình thoát mở ra ngoài. Thoát mở ra ngoài tức là gì? Là thừa nhận, chấp nhận cái sự thật. Cho nên vậy là sao? Phải trốn. Tâm xe người ta chết cái chạy đi trốn, giết người ta xong rồi cái chạy đi trốn, cái chung vô chùa, phải không? Có những trường hợp nó chung vô trong chùa, rồi cuối cùng là cũng bị điều tra, rồi cũng bị bắt ra hết á. Rồi có khi xuất gia nữa. Thì quý vị thấy là gì? Đó là cái khủng khiếp, khủng khiếp. Này các tỳ kheo, bị các ác bất thiện pháp do tham sân si nhiếp phục, tâm mất tự chủ, thì ngay ở trong hiện tại là sống đau khổ với sự tổn não,
với sự ưu não, với sự nhiệt não. Và sau khi thân ngoại mạng chung thì sao? Được chờ đợi là ác thú. Ác thú, chữ thú đây là thú hướng, là những con đường, những con đường xấu ác. Ngay cái hiện tại là cái người đó đã sống với cái gì? Tổn não, đương nhiên rồi tụ tội là bị trả thù. Ưu não, sầu não, nhiệt não nó nóng bức ở trong nội tâm, trong thân tâm. Rồi bây giờ nói đó là nói cái nặng nhất của thế gian đó. Bây giờ mình nói cái mức trung, rồi sau đó mình mới nói tới cái mức tiểu mà vi tế. Thì bây giờ cái mức trung của tham sân si là sao? À, cái mức trung để mà mình thấy được. Bây giờ bắt đầu mình thành sẽ nói những cái rất là bình thường mà quý vị đệ không ngờ, không ngờ. Bây giờ bắt đầu đi vào. Bây giờ mình đa văn thánh đệ tử mình khác như vô phàm phu ở chỗ nào? Là luôn luôn nhìn lại cảm giác, luôn luôn coi lại những cái nghĩ tưởng ở trong nội tâm của mình, kiểm soát nó thường trực. Cho nên chánh niệm là gì? Chánh niệm ở cái sự sâu sắc á, ngoài cái vụ mà cái hoài nghi mà biết đi đứng ngồi nằm ra đó, thì cái chánh niệm sâu thâm sâu mà Đức Phật định nghĩa trong Tăng Chi Bộ Kinh là gì? Trong kinh thiền định á, là thọ khởi lên mình biết, tưởng khởi lên mình biết, nó an trú như thế nào mình biết, và nó chấm dứt như thế nào mình biết. Cái đó gọi là sự chánh niệm và tỉnh giác thâm sâu của Tăng Chi Bộ Kinh. Thì vậy sao? Thì cái chỗ mà các cái bậc hiền thánh, những bậc trí huệ, đa văn thánh đệ tử khen ngợi Đức Phật, là cái chỗ mà Đức Phật luôn luôn không lúc nào không biết thọ tập khởi lên như thế nào, thọ an trú như thế nào và thọ chấm dứt như thế nào, tưởng sanh khởi lên như thế nào, an trú như thế nào và chấm dứt như thế nào, Đức Phật hoàn toàn biết, liên tục biết, không lúc nào không biết. Đây là cái chỗ cực kỳ thâm sâu của thiền quán, thiền định chỉ và quán. Như vậy thì một người mà thường trực luôn luôn nhìn lại cái cảm giác của mình trong mọi lúc mọi nơi, thì người đó nhận biết được cái gì? Bây giờ mình hành sẽ nói từ cái thô lần đến cái tế. Cái nãy là quá thô của phàm phu rồi, cái đó ai cũng biết được hết á. Cái đó mình khỏi cần tu, mình cũng biết cái đó là tham sân si. Bây giờ làm sao? Những cái thí dụ thiệt là thực tế. Thí dụ như người ta nói rằng là bữa nay con mời thầy thỉnh thầy đi để tụng nhà con. À, mà bây giờ đó là cái người này đi đến đó, là rước bằng chiếc xe Honda cũ cũ kỹ. Rồi đó gây ra cái bữa sau có người mời đi đám lại rước bằng cái chiếc xe đời mới đắt tiền. Thì khi mà mình ngồi lên hai cái chiếc xe đó, cái thọ của mình nó như thế nào? Minh Thành nhìn xuống thấy có một huynh nói vậy nè, bình thường à, trật. Tại vì mình không có thiền quán cho nên mình không thấy, làm sao bình thường được? Không có bình thường. Tại sao? Tại vì mình không có quán thọ ở trên các cái thọ cho nên lúc đó mình không thấy, chứ không phải là bình thường. Cái thọ lúc đó là cái thọ lạc, và cái tưởng lúc đó là cái tưởng, nó tưởng tùm lum đó la. Rồi cái hành nó sẽ nói, ôi trời ơi, phải như cái chiếc này mà lai rai mà đi tới đi lui bằng cái chiếc này, trong chùa có một chiếc này cho cũng ngon. Cái hành nó nói, nó chỉ nói thôi, nhưng mà mình để mà mình đọc được cái đó đó là cả một cái khối trí huệ, mình mới đọc ra được cái tâm của mình. Cho nên ngũ uẩn là một cái đại tạng kinh sống. Những cái cảm giác và những cái nghĩ tưởng của mình đó là một cái đại tạng kinh sống. Mà nếu mình đọc được cái đó thì quý mình lại mới thấy tuyệt diệu lắm, tuyệt diệu lắm. Thì bây giờ nó là một cái kia, cảm giác kia là khó chịu, khổ thọ. Rồi một cái cảm giác kia lạc thọ, là gì? Dễ chịu, thậm chí là thích, khoái khoái, phải không? À, muốn muốn thì gì? Dục có, ái có, tham có. Rồi bây giờ ví dụ thêm nữa, cái đưa đi viện hồi đưa về, cái đưa qua cái chiếc xe mà nó chảy nó rầm 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 rầm
Mà cái ghế thì ngồi cái nó xấu gì thì lúc đó thì sao? Đó là những cái chỗ sâu sắc mà mình phải nhìn vô trong cái cảm thọ, cái cảm giác của mình. Nhìn vô trong cái cảm giác của mình nó rất là dễ thôi. Rồi bây giờ đó là nói thôi, bây giờ bắt đầu từ từ tế nè. Từ từ bắt đầu đi vào tế nè. Bây giờ mình tiếp khách, có người điện thoại cho mình nói là con muốn lại gặp thầy. Thì mình bình thường mình cũng không biết gì hết á, nhưng mà khi mà cái người đó lại tới gặp mình á, thì một cái người đẹp không thể diễn tả nổi, mà cái cuộc đời mình từ hồi trẻ cho tới bây giờ đó thì mình chưa từng gặp một cái người đẹp như vậy và giàu như vậy và rất là khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc, liên hệ đến dục hấp dẫn. Nó đúng một cái đối tượng mà gọi là cái gì, là cái gu của mình đó. À phải dùng cái từ đó, cái gu. Thì lúc đó thì mình mới nhìn là mình coi cái cảm giác như thế nào, cái tưởng trong nội tâm mình như thế nào, cái suy nghĩ trong như thế nào. Dục nó có khởi lên không? Ái nó có khởi lên không? Tham nó có khởi lên không? Thì xin thưa quý vị, cái từ thì nghe nó nặng chứ mình giải thích tiếng Việt ra dễ lắm. Là cái sự cái trong đó là nó thúc dục, tức là thích nói chuyện. Tức là thí dụ người ta nói chừng 5 phút ta muốn đi về, nó thầy có thời gian không? Có nhiều, cứ ngồi nói chuyện không sao hết á, cứ việc nói từ từ. Quý đệ thấy không? Ai thích muốn và cứ nói chuyện dài lâu thêm chút cũng được, tham. Đó là cái này, là những cái sâu sắc mà mình phải nhìn thấy được. Có thể huynh đệ nói, ủa cái này có gì đâu mà sao thầy nói kỹ không? Cái đó là gì? Là những cái tim bọt mà khi mình nấu cái nồi nước á, mình mới để vô đó, nó mới vừa nóng lên cái, và những cái tim bọt ở dưới bắt đầu nó đi lên nè. Nó trào lên những cái tim bọt, ít lắm. 5, 7 hộp, 10 hộp, cái từ từ. Rồi một hồi nó mới sôi lên 70-80 độ, rồi nó lên 90 độ, 100 độ C là nó tràn ra ngoài đó. Là cái nãy mình nói của Phạm Vu đó, đó là tràn ra ngoài. Còn những cái này là nó mới chừng 30 độ, 30-40 độ, 20 độ thôi là bắt đầu cái tim bọt nó nổi lên. Tim bọt nó nổi lên á, thì lúc đó mình phải thấy, mình phải biết, do mình có cái sự cái gì? Quán thọ ở trên thọ. Nếu mà mình không có thường trực mà nhìn cái cảm giác, lúc đó hoàn toàn mình không có biết đâu. Xin thưa thiệt quý huynh đệ, mà huynh đệ thấy được cái chỗ đó đó, là bắt đầu đó, thánh trí bắt đầu nó tỏa sáng, bắt đầu của cái sự thể nhập cái trí huệ của bậc thánh. Còn cái lúc đó là gì? Cái lúc đó mà mình là mình ngồi mình nói chuyện, mình thấy vui vẻ bình thường, ăn nói mình đâu có thấy gì đâu, cái này quá bình thường chứ sao thầy tu thì bắt kỹ vậy? Không phải, mà là đó là cái sự vận hành đương nhiên của ngũ quẩn. Rồi bây giờ mình nói thí dụ đi, cái người nó nghèo cùng khốn khổ đi xin ăn, mà đi vô chùa mà lại xin gạo với xin tiền, thì vô ngồi đó mình có muốn là kêu thôi ngồi thêm lâu lâu nữa không? Thấy chưa, sân nó khởi lên, cảm giác khó chịu bực bội nó khởi lên. Mình phải thấy, phải biết. Đó là sự vận hành của các cảm thọ đó, cảm giác đó. Nó rõ. Nhiều lắm. Rất là nhiều. Rồi dụ mình này nghĩ rằng cái cảm giác si là sao? Thí dụ như mình đang ngồi lớp này đi, cái tự nhiên cái nó cái tâm mình nó thụ động, mình nói qua năm điền cái nè, thụ động cái nó thấy quậy quậy quá. À, hôm này ngủ không được. À, phải không? Cái tự nhiên cái hai mắt nó là đờ, cái mình cho phép nó thôi kệ. Xong rồi cái mình gục ngã nằm dài trên bàn ngủ luôn. Thì vậy là gì? Là đó là cái cảm giác của si, của hôn trầm, của si mê, nó hoàn toàn xâm chiếm trong năm quẩn mà mình không biết. Mình là người thất bại, đại bại, chiến bại,
Và thậm chí là không có dùng từ chiến được nữa, tại vì mình có chiến đâu mà bại. Phải không? Mình hoàn toàn gục ngã trước cái cảm giác của si. Mình không có đánh đuổi nó ra. Mình không có đánh đuổi. Mình không có chiến đấu. Mình nên để gì? Sắc si, thọ si, tưởng si, hành si, thức si. Và toàn bộ năm uẩn cơ thể lúc đó là gì? Toàn bộ đó là sự si mê, nó xâm chiếm tất cả thân tâm của mình. Đây là rất là rõ, rất là thiết thực, hiện tại đến đây mà thấy có hiệu quả tức thời, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu rất rõ, rất rõ, rất là rõ. Ủa này mới thấy nó tràn ngập hết cái tham sân si là nó đầy hết trơn á. Chứ mình đừng có tưởng rằng là bây giờ tôi về tu giờ tham sân si tôi đâu có đâu, tôi cũng bớt nhiều lắm rồi, không phải. Rồi á, một sư đệ hay một chú tiểu hay là chú mới tập sự vô chùa, mình thấy làm sai hay cái gì đó mình rầy mình la. Nhưng mà lúc đó mình nhìn lại trong nội tâm mình coi, mình nhìn lại cái thọ, cái thọ lúc đó có sân không, hay là cái rầy cái nhắc đó bằng từ tâm, hay cái rầy cái nhắc đó là cái bản ngã và cái sân ở trong đó sâu, sâu, rất sâu. Cực sâu. Đây là thẩm thâm, cực thẩm thâm, nan thông đạt, cực nan thông đạt. Quý anh đệ thấy không? Cho nên khi mà mình hướng dẫn người ta, mình nhắc nhở, mình la rầy, mà mình coi lại lúc đó cái cảm giác của mình có sân không? Có bản ngã không? Có ta đây không? Có xem mình là cái người là trên, kẻ trên, trước, người đó người thấp, người cư sĩ, ông ta là tỳ kheo không? Thì nếu mà có những cái đó, là những cái mình nói đó, những cái mình dạy đó đều là bất thiện pháp, ghê gớm như vậy, sâu xa như vậy. Tại sao? Nếu mình không có quán cái cảm thọ, mình không có nhìn lên cảm giác, làm sao mình biết? Làm sao mình biết? Thì cái lúc đó đó, thật sự mình nói là tôi là từ tâm, tôi thương tôi mới nói chứ, tôi thương tôi mới dạy chứ, tôi thương tôi mới chỉ chứ. Nhưng mà thật ra là nó lòng vô thương cũng có vậy, nhưng mà chút thôi. Tại sao? Cái bản ngã còn nguyên, cái tôi trần dần, và cái lớn nhỏ nó trình hình. Thì như thế đâu phải là tự tâm. Chính vì vậy mà cái chỗ này mình mới thấy cái chỗ rất là đặc biệt, tuyệt vời đó của cái tạng kinh Nikaya là gì? Là quý vị đọc trong đó không có chỗ nào phải kêu phải đi độ người, phải làm này làm kia, không có. Cái lỗi của toàn bộ cái thánh tạng, thánh điển là gì? Là quay trở lại để mà tẩy rửa, tẩy sạch, tẩy trừ, đoạn tận, đoạn diệt, đoạn xả, đoạn ly, đoạn dứt hết tất cả tham sân si và bản ngã. Đây là toàn bộ cái nghĩa là cái lõi mà cái trái tim của cái tạng kinh. Mà khi mình đoạn cái đó nó càng nhiều chừng nào đó, thì những cái suy nghĩ, lời nói, hành động của mình là lợi người, lợi mình không à. Mình lợi mình trước mình mới lợi người được chứ. Mình đầy dẫy tham sân si bản ngã rồi mình lợi cho ai? Cho nên Đức Phật nói này các tỳ kheo, một người đang bị trói mà có thể mở trói cho người khác, cái sự kiện này không thể xảy ra. Sự kiện này không thể xảy ra. Một người còn vô minh, còn dục si ái, chấp ngã, chấp thủ đầy dẫy, mà có thể làm cho người khác được minh, được trí huệ, được giải thoát, sự kiện này không thể xảy ra. Và bây giờ mình không lo quay trở lại để mình nhìn tham sân si bản ngã của mình, để mình diệt nó, mình triệt nó, mình hạ nó, mình đập nó, mình diệt tận nó. Mà bây giờ mình lo hướng dẫn ra ngoài, hướng dẫn người ta, dạy dỗ người ta, rồi lo tổ chức cái này cái nọ kia hoài, rồi cuối cùng mới là càng ngày càng làm thì cái gì không khéo tham sân si nó càng phát triển lên. Và chính cái đó là làm hoài sẽ thấy khổ. Ôi, sư phụ ơi, mệt quá, thấy nản quá. Không có để thấy không? Tại sao? Cái gốc mình không lo, mình không lo vô cái gốc.
cái gốc rễ nó chưa có, nó chưa có cứng chắc, nó chưa có ăn sâu, nó chưa có bám chặt, mà cái gió mạnh thì cái cây gọi là ốm yếu, mà mới bắt đầu nảy mầm này làm sao nó chịu được bão táp phong ba, làm sao chịu được. Trong khi một cái nội tâm mà ngày hôm qua mình đã học rồi đó, là cái gì? Cái lần trước mình đã học là gì? Là thối nát, là hôi thối, là rỉ chảy, là đầy ứ những cái sự gì? Dục tham đó, là thối nát đầy ứ, thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi là ruồi nhặng nó bu đậu, thì làm sao mà mình làm cho người khác thanh tịnh? Đây là cái chỗ đau lòng, đau lòng, đau lòng. Xót, xót, xót xa. Thôi để thấy không, bây giờ mình kiểm tra lại đi. Rồi, nói cái nhỏ thôi, những cái thiệt là nhỏ đúng mình để thấy. Giờ mình đi ngoài nắng 38 độ C, 40 độ C. Mình được mà mới về tới nhà cái mình nhảy vô nhà tắm mình tắm. À, mình tắm. À, khi mà mình xối nước đó, mình tắm. Khi mình xối nước đó thì mình có xối chậm 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 từ từ, khi mình xối ào 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 cho nó mát. Trong cái xối nước đó, trong cái cảm giác đó, nó có dục thúc dục mình xối lẹ lẹ, mau mau nhanh nhanh, ái ái mình khoái 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 khoái, tham thích lẹ, xối nhiều lên, xối nhanh lên. Cho nên á, đủ mới để thấy là gì? Ghê gớm trong cái thọ này. Cho nên cái ái của mình đó, nếu mà mình nhìn rộng á, thì mình để thấy là nó tràn ngập, nó xâm chiếm toàn bộ tất cả trong sinh hoạt của mình hết. Đây là một cái sự mà khủng khiếp. Bây giờ tiến sau một bước nữa. À, bây giờ tiến sau một bước nữa. Quý đệ muốn tiến sau không? Muốn tiến sau không hay là vừa vừa thôi? Sau không? Sau luôn phải không? Mình á, nếu mình quán ngũ uẩn, mình quán cái cảm thọ sâu sắc á, mình sẽ phát giác ra dục lậu. Mà cái này á, thì xin thưa quý anh đệ là nó cực sâu. Làm mình phát giác ra rồi đó, mình sẽ khủng khiếp. Khủng khiếp, khủng hoảng. Mà cái này nó đòi hỏi là cái sự thiền định. Thiền định trầm mặc, yên tĩnh mới nhìn sâu vô được. Xin thưa quý anh đệ là gì? Hồi đó giờ mình học phải không? Dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, mà mình có biết cái gì nó ra làm sao không? Cái trạng thái của nó ra làm sao không? Thí dụ như cái dục mà nó khởi ở trên thân mình á, ở trong cái cảm giác của mình á, thì cái đó là cái thô. Cái đó là cái thô. Đó là thô. Thì cứ gọi là tham dục, dục tham này kia thôi. Nhưng mà cái dục lậu á, là một cái trạng thái. Quý đại chú ý cái này quan trọng. Chú ý cái này quan trọng. Một cái trạng thái ngấm ngầm hoạt động của một cái tâm mê. Cái chữ lậu là lậu hoặc, là một cái tâm mê nó ngấm ngầm, nó hoạt động, mà giống như mình gọi là đi đồ lậu á, tức là nó qua mặt, nó ẩn giấu, nó ẩn giấu, nó trá hình, mà nó giấu rất kín, rất kỹ, rất khéo ở trong nội tâm của mình. Nó ngấm ngầm, nó ẩn giấu, nó sâu kín ở trong, xuyên xuống nhiều cái lớp của cảm thọ. Thì nó ở phía dưới là nó điều hành toàn bộ thế giới này. Cho nên thế giới này gọi là dục vời. Tại sao thế giới này gọi là dục giới? Tại vì tất cả trong thế giới này là nằm trong cái dòng chảy của dục. Tất cả những cái cảm giác, suy nghĩ, tưởng tượng của mình á, là nó xoay
quanh cái dục mà không có đi ra khỏi ngoài cái dục. Đây là một cái sự thật khủng khiếp, khủng khiếp. Nó ngấm ngầm, nó hoạt động hết toàn bộ thế giới này, nó chi phối hết. Bây giờ quý vị đề nghĩ đi, cái người đi xin ăn, vô gia cư, lang thang ngoài đường, họ có đi tìm cái dục không? Họ khổ đau là không có cái dục, họ đi tìm. Cái dục của cái gì? Cái dục của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc. Nó sâu hơn là của pháp. Cái dục về những cái vật chất, cái dục về những cái cảm giác. Mình cũng là đang đi tìm những cái cảm giác, cái dục của cảm giác chính. Thành ra nhiều người nghĩ rằng cái người đó họ thương cái người kia, cái người đó họ thích cái món đồ đó. Nhưng mà cái đó là mới nói có cái ở ngoài thôi, ở cái bề ngoài có lớp da thôi. Nhưng mà sâu thẳm đó là cái người này là cái gì? Thích cái cảm giác của cái con người đó đem lại. Chỗ này là cái chỗ mà quý vị này phải nhìn ra được cái thính thánh trí và để nhìn sâu vô cái cảm giác. Thích cái cảm giác của cái người đó, của cái món đồ đó nó đem lại cho mình. Chứ không phải thích cái người đó không, mà thích người đó sao đó giận người đó rồi lại thưa kiện, rồi thậm chí giết hại, rồi thậm chí là yêu mà trở thành hận. Tại sao kỳ vậy? Nếu thương người đó thì tại sao vậy? Cho nên phải biết rằng cái cảm giác nó vô thường, cái cảm giác là nó biến đổi, cái cảm giác này là nó hư ảo, nó trống rỗng. Cho nên nó lật nghiêng lật ngửa hoài, nó đổi hoài, nó đổi chiều, nó rồi cuốn theo chiều gió, nó cuốn theo chiều gió. Cho nên tại sao mình là gọi là gì? Sang thì đổi, đổi bạn, giàu thì đổi vợ. Đó là những cái gì, cái kinh nghiệm ông bà xưa ta gọi là túi khôn của nhân loại, để nhìn thấy được cái gì? Cái cảm giác đó là vô thường, nó là duyên sanh, nó là trống rỗng. Rồi quý vị này nhìn coi, đó là mình nói cái người nghèo họ cũng đau khổ về dục, họ đi tìm những cái vật chất, họ đi tìm những cái gì, những cái cảm giác, họ đi tìm những cái gì, âm thanh, mùi vị, rồi sự tiếp xúc, họ đi tìm. Tại sao mà dám bỏ ra cả mấy triệu đặng vô và bà này ngồi để mà nghe cái nhạc thính phòng cao cấp gì đó? Là tại sao? Cái cảm giác khi mình nghe nó đem lại cho mình một cái nó đã, nó thích thú, nó khoan khoái, nó sung sướng đó. Do cái mùi hương đó, thậm chí có những cái người mà gọi là dám bỏ ra rất là nhiều tiền để mua cái loại dầu thơm, chỉ xài một cái loại dầu thơm đó thôi. Và có nhiều người bị chết suốt một cuộc đời dưới một cái mùi. Chết suốt một cuộc đời với một cái mùi, mà cái mùi này không phải dễ chịu, ghê gớm chưa. Người ta gọi là cái gì? Lia thia quen chậu. Cái câu số 2 đó. Đó quý vị này mới thấy chưa? Cái dục của gì? Của cái hương, là cái mùi, cái ái của cái mùi đó. Cho nên cái này, cái trí huệ này để mới phân tích cho mình hết được. Chứ còn mình học phớt mà tham sân si mà học phớt, rồi làm sao mà mình trị nó được? Phải chứ? Cái dục ở trong cái mùi đó, cái ái ở trong cái mùi đó, cái tham ở trong cái mùi đó, nó thích cái mùi đó, nó muốn cái mùi đó, và nó muốn thêm các cái mùi đó, giữ cái mùi đó càng lâu càng tốt. Chết chưa? Mà không có cái mùi đó thì nó khổ. Không có cái cảm giác đó là nó đau. Không có cái tiếp xúc được cái đó là nó sẽ là không muốn sống ở trên đời này nữa. Và nó đi tới cái chỗ là tự giận. Mà không phải riêng cái dục ái nam nữ đâu. Bạn bè, cha mẹ hay là tiền bạc tài sản, ta cũng sẵn sàng nhảy lầu tự giận, hay mất danh tiếng này nọ kia. Bây giờ hồi xưa bước lên khán đài một cái là ngộ vỗ tay rần, mà bây giờ không được trình diễn gì nữa hết, bị mang tai mang tiếng.
không sống nữa, không muốn sống nữa. Tại này muốn muốn cái đó đó, muốn cái dục của thanh đó, cái âm thanh đó đó, cái hương vị đó đó, những cái tiếp xúc đó đó. Quý vị thấy không? Thành ra cái trí huệ về năm uẩn này nó cho mình một cái sự thấy biết hết sức là sâu sắc, hết sức là sâu sắc, sâu sắc. Mình nhìn lại đi mà mới thấy sâu sắc. Nói cái ăn cơm của mình thôi, mình nhìn lại thật sự mình hổ thẹn lắm, mình hổ thẹn lắm. Tới ngày giờ này ngay bản thân mình thành nó khi ăn á, mình thấy rõ ràng cái dục, cái tham, cái ái trong đó khi mà mình ăn, thấy rõ ràng. Có mình để thấy không? Khi dọn lên mà đồ ăn nhiều cái mình coi nó có thúc giục mình không, lẹ lẹ không, mau mau không, nhanh nhanh không, mà mình nhai vô mình có thích thích khoái khoái không, nhai chưa xong mình có muốn gấp nữa không? Đó là dục, là ái, là tham. Nó đối với hương, đối với vị, đối với sắc. Khi mình nhìn thấy nó là sắc, cái sắc của món ăn. Khi mình ngửi cái mùi đó là cái hương. Rồi khi mình để vô cái lưỡi mà nó tan 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 mà nó tràn ra, đó là cái vị. Đó là cái gì? Thành trí mới thấy được cái chỗ này đó. Chỉ có Đức Phật bậc A-la-hán chánh đẳng giác mới chỉ ra được cái trí huệ thâm sâu như vậy ở trong cảm giác. Rồi bây giờ quý vị để nhìn nè, cái dục lậu á, cái trạng thái ngấm ngầm mà nó giống như bây giờ mình xuyên các cái nhà địa chất phải không? Người ta đào xuống nhiều lớp, nhiều lớp, nhiều lớp phía dưới đó, thì ta phát hiện ra được nhiều cái lớp ở phía dưới chứ không phải giống như cái đất mà ở trên là mình thấy thô sơ vậy. Nó nhiều loại ở dưới. Thì cái người tu mình mà cái trí quán á, mà nó thâm sâu vô ở trong thọ tưởng hành thức á, thì mình sẽ thấy được ở một cái lớp ở phía dưới là một cái sự ngấm ngầm hoạt động của dục, dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Và toàn bộ cái đời sống chúng ta nếu mà không thành tựu, không có thể nhập cái thánh trí này, xin thưa quý đệ là mình cũng chạy vòng vòng để tìm, để thỏa mãn những cái đó thôi, một hình thức khác. Ví dụ mình nghĩ rằng mình thích cái tượng Phật đẹp, mình cứ đi tìm tượng Phật hoài, cái đó có phải là ái không? Có phải dục, có phải tham không? Đó là sắc quẩn chứ đâu phải là Phật. Rồi giờ mình thích cái ngôi chùa bự, ngôi chùa đẹp, có phải vậy không? Rồi mình chạy hoài, chạy hoài. Rồi giờ thích chơi kiển, uống éo gì đó, đủ thứ hết trơn á. Rồi mình chơi cái cây kiển đó là 20 năm, mà cái cây đó trong một cái bộ đồ cây kiển, mà cái cây đó là cái cây mình khoái nhất, mà tối ăn trộm giờ nó bừng mất tiêu. Sáng mình thức dậy là sầu bi khổ ưu não. Thấy chưa? Thấy rõ không? Rõ không? Cho nên sao? Này các tỳ kheo, ta nói, ta tuyên bố rằng ai thích sắc là người đó thích khổ, mà ai thích khổ thì người đó không thể giải thoát khỏi khổ. Rõ ràng vậy đó. Rõ ràng vậy đó. Ai không thích sắc là người đó không có thích khổ, mà ai không thích khổ thì người đó giải thoát khỏi khổ. Ta tuyên bố là người này là nó diệt tận, chấm dứt sanh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não. Cái giáo pháp ly tham, ly dục, ly tham. Chứ vậy thì bây giờ mình tu là gì? Là mình luôn luôn thường trực, bất cứ lúc nào, không phải đợi tới ngồi thiền, không phải lên thiền đường, không phải vô chánh điện gì hết, mà bất cứ lúc nào mình cũng nhìn là cái cảm giác của mình, những cái nghĩ tưởng của mình có tham không, có dục không, có ái không, nó có thúc dục, nó có thúc dục ở trong này không, nó có khoái 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 không, khoái 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 không, nó có thích 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 không, nó có muốn thêm nữa không? Đó chính nó đây, chính nó đấy, chính nó. Mà bây giờ nó khoái với cái gì? Trong kinh gọi là năm dục trưởng dưỡng. Năm dục trưởng dưỡng là gì? Là năm cái thứ này nó làm lớn mạnh, nó nuôi lớn cái lòng dục. Năm cái thứ đó là gì? Là những sắc nào, những hình sắc nào, những âm thanh nào, những mùi vị, những sự xúc chạm nào mà khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý,
liên hệ đến dục hấp dẫn thì những cái đó là những cái nó nuôi lớn lòng dục. Năm cái đó, bất cứ con mắt mình tiếp xúc với cái sắc gì, lỗ tai mình nghe cái tiếng gì, mũi mình ngửi mùi gì, lưỡi mình nếm vị gì, thân mình xúc chạm với cái gì, mà những cái đó đáng yêu, đáng thích, khoan khoái, dễ chịu, hấp dẫn, liên hệ đến dục, thì những cái đó cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Đó là mồi nhữ của ác mà. Đó là cái món đồ của bạch cốt tinh. Đó là cái đứa trẻ mà kêu cứu, sư phụ ơi cứu con, sư phụ ơi, nhưng mà trong bụng nó toàn là lửa rực, lửa đỏ, lửa cháy. Coi chừng những cái sắc, những cái sắc mà nó hấp dẫn, nó lôi cuốn, nó làm cho mình khoan khoái, thích thú, cẩn thận, coi chừng, chánh niệm và tỉnh giác, đề phòng, phòng thủ và phòng hộ. Đây là cái chỗ tuyệt vời của bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử. Tuyệt vời, tuyệt vời. Những cái âm thanh nào mà nó lôi cuốn, nó êm ái, những cái mùi nào, những cái vị nào, những cái sự đụng chạm rờ mó nào, chết ngay, chết ngay, chết ngay. Ghê gớm, ghê gớm, rất ghê gớm. Nếu mà mình không có chánh niệm tỉnh giác, mình không có cái gì, cái thánh trí để mình soi rọi, là nghiêng ngửa hết, nghiêng ngửa, nghiêng ngửa. Có một cái huynh đệ tâm sự, con thưa với thầy, cái chú này là cái chú là cư sĩ, chú dẫn gia đình tới. Con bạch thầy, con người Việt gốc sư, người Việt gốc sư, người Việt gốc sư, nghe kỹ chưa? Con thưa thầy, chỉ vì một chuyến xe buýt thôi, chỉ vì đi chung một chuyến xe buýt mà bây giờ nó lòi ra hai đứa nhỏ nè thầy. Con ra đời giờ có hai đứa con. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Năm dục trưởng dưỡng nó thuộc về cái gì? Ngồi kế xe buýt thì mình nói cái cụ thể nhất là cái đụng chạm đó, thân xúc thọ do thân xúc sanh. Cái thân nó tiếp xúc, nó sanh ra cái cảm thọ rồi xong. Đâu phải là thân xúc không đâu, nhãn xúc, con mắt nhìn thấy, rồi cái âm thanh nó nhĩ xúc, nó đánh một đánh sáu trời sáu cái thọ, nó đánh vô nhất tề mà nó đánh cái sập liền mà. Cái cảm giác do con mắt tiếp xúc, cái cảm giác do cái lỗ tai, cái cảm giác do cái mùi, cái mùi, cái mùi có thể là không có cái vị, có thể là cái mùi thôi. Rồi cái thân xúc, rồi xong rồi cái gì? Cái ghê gớm là cái gì? Cái ý xúc là cái khiếp. Hồi nãy Minh Thành nói năm dục trưởng dưỡng đó, mà nói sắc thanh hương vị xúc, nhưng mà chưa nói pháp. Năm dục trưởng dưỡng đó, nhưng mà cái gì mà gọi là pháp tưởng, ý xúc là nó sâu xa lắm. Là sau khi gì? Sau khi mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình nghe cái mùi, phải không? Thân tiếp xúc vậy, rồi mình trở về thì lúc đó làm sao? Xúc nó sanh cái gì? Thọ tưởng hành. Đây là nguyên lý của ngũ uẩn, mình phải thuộc á. Mình phải thuộc mình mới biết, mà để mình quán là trở về nhà thì cái gì? Sáu tưởng nó sanh khỏi là. Sắc tưởng người đó khỏi là. Thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng nó khỏi lại trong nội tâm của mình. Rồi cái cảm giác nó gọi lại, rồi những cái hình bóng người đó nó gọi lại, phải không? Rồi cái gì nữa? Những cái suy nghĩ đó, suy nghĩ nó gọi lại. Những cái lời nói đó là thanh tưởng. Thì như vậy thì mình trở về là mình bị cái thọ tưởng hành nó dẫn dắt mình, rồi cái thức ở trong đó rồi nó dẫn. Cái thọ tưởng hành số 1, cái thọ tưởng hành số 2, cái thọ tưởng hành số 3, cái thọ tưởng hành số 4 của nó liên tục dài năm 7 8 9 10 20 năm 30 100, cái rồi chịu hết nổi rồi, thôi sư phụ.
cho con hoãn sủ hoàng tục. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó là cái vận hành của tâm thức đó. Đây là tâm lý học tối thượng của Phật giáo. Rành rõ hết, tận tường hết, rành rõ hết á. Cho nên quý vị đệ phải học cái duyên sanh pháp rất là hay. Học để biết, để thấy. Thì gì gì khi mà mình nhìn quán càng sâu xuống đó, mình nhìn kỹ đó, thì quý vị đệ sẽ thấy một cái trạng thái ngấm ngầm. Ngấm ngầm mà nó hoạt động là nó thúc giục mình, thúc giục. Nó thúc giục mình đi tiếp xúc, nói chuyện, tìm gặp, hay là làm cái này làm cái kia, làm cái nọ này nó, cái đó yên không được, yên không được. Và đó làm gì? Nó thúc giục mình phải đi tìm kiếm, đi truy tầm, đi đuổi bắt, hay đi giao thiệp, đi này nọ kia để làm chi? Để cung phụng cho cái dục, để làm cho cái dục nó thỏa mãn, để phục vụ cho cái dục. Và xin thưa các vấn đề là cái dục này không bao giờ thỏa mãn. Chính vì vậy mà bản chất của cái dục là trống rỗng. Là trống rỗng. Là trống rỗng mà mình phục vụ cho cái không bao giờ thỏa mãn. Thì ôi thôi, sầu bi khổ ưu não, không bao giờ tịnh chỉ, không bao giờ chấm dứt, không bao giờ dừng nghỉ. Thành ra cái sự mà quán chiếu mà thật là thâm sâu vô tứ đại, vô 32 thể trược và 9 giai đoạn một tử thi là một cái sự quán chiếu là nhất định phải có người xuất gia. Nếu mà không có thì không thể nào mình diệt tận nổi hết, không thể nào mình chấm dứt được, không thể. Và quyết định chắc chắn là không thể. Đây là những cái pháp quán mà chính bậc chánh đẳng giác hành trì tu tập mà Đức Phật và các bậc A-la-hán mà mình nói mình giỏi hơn không? Nhưng mà bây giờ mình thấy không? Rất là ít, rất là ít, thậm chí không có. Chính vì vậy mà mình không thể làm cho nó giảm bớt lại, không thể làm cho nó giảm thiểu lại, không thể đoạn giảm được, không thể dừng được, thì làm sao mình tới cái chỗ dứt được. Thế cho nên á, để mà phát hiện ra được, mà nhìn thấu được cái gọi là tham sân si là cái gốc rễ của bất thiện pháp. Nó làm cho mình khốn khổ, nó làm mình chi phối cái nội tâm, nó chinh phục mình, nó làm cho mình không có tự chủ, nó làm cho mình nhiệt não, tổn não, ưu não ngay trong cái đời sống hiện tại. Rồi sau khi mạng chung là đi vào địa ngục của quỷ súc sanh. Thì mình phải có cái sự mà nhận diện liên tục về năm quẩn. Bất cứ lúc nào nhìn lại cái thân thể này nó ra làm sao, quay lại nhìn, đừng có nhìn ta, nhìn ta mình phiền não hoài ha, đừng nhìn ta, nhìn thân thể mình coi sao, nhìn cái cảm giác coi sao, bây giờ nó thuộc là cảm giác gì, ở trong cái cảm giác trong đó bây giờ nó đang có dục đó, muốn đi về rồi đó, thấy không? Đó. Chừng nào cái chuông nó reo thì lúc đó mình đi ra là nó không có dục, mà cái chuông chưa reo mà nó thúc dục và cái đó dục à, dục là phải diệt tận. Thưa quý vị, để thấy là gì? Nhìn là cái cảm giác rồi đó, là không phải đơn sơ được, mà mình coi cái thuộc cảm giác gì, rồi mình nhìn sâu xuống những cái cảm giác đó đó, thì mình thấy tham sân si ở dưới đó, bản ngã ở dưới đó, những cái tật đố, những cái ganh tị, những cái nhiều lắm, nhiều lắm. Rồi nhìn vô cái tưởng á, những cái hình bóng trong nội tâm mình nó có cái gì, những cái lời nói thì tầm thị thầm thỏ thẻ thủ thị thỏ than thúc giục nghe gớm như vậy, đó là tưởng quẩn à. Chết là chết cái chỗ những cái lời nói này nè, chết là chết ở chỗ những cái thị thầm đây nè, chết là chết ở cái chỗ nó thỏ thẻ này nè, chết là chết ở cái chỗ nó thủ thị này nè, chết là chết ở cái chỗ mình không có trí huệ để mình nhìn thấy được cái bộ mặt, cái bản mặt, cái mặt mũi của những cái tên ác độc, những cái mũi nhọn, những cái gai đâm, những cái kẻ sát nhân giết người ở trong nội tâm, ở trong năm quẩn này, nhìn ra hết, lột cái mặt của nó ra hết, lột cái mặt nạ nó ra hết.
Thức là cái gì? Thức là cái gì? Biết được thọ tưởng hành. Ý thức là nó biết được cái cảm giác lúc đó làm sao, nó biết được cái tưởng gì ở trong nội tâm đang có mặt, nó biết được những cái suy nghĩ gì, cái thức nó biết. Mà ngoài cái năm quẩn nó ra là gì? Là cái trí của mình. Mình tu tập, mình nhìn ngược lại để mình thấy được năm quẩn. Thì cái trí huệ đó đó là cái trí huệ mà sự khác biệt của đa văn thánh đệ tử và vô văn phàm phu khác biệt, rất là khác biệt. Cho nên cái bài hôm nay là xin thưa quý vị đệ là hết sức là quan trọng. Quý vị đệ phải nắm thật vững cái này, là cái pháp hành, cái pháp học song song, và cái sự mà làm bài mà thi là chung quanh những cái này hết. Quý vị đệ phải nắm, phải ghi chú, phải nhớ kỹ những cái điểm quan trọng. Ở vậy mình nghe lại, mình chiêm nghiệm lại, rồi mình nhận diện ở trong nội tâm của mình, để là những cái món quà tinh thần mà vô giá này nó sẽ đi theo mình suốt cuộc đời tu. Và nó những cái mà tương lai sau này, cho tới khi nào mà mình tuyên bố dõng dạc giữa muôn người, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã xong, không còn trở lui trạng thái tham dục muốn đi về này nữa. Thank you.